Giai điệu sinh ra trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ tạo nên giai điệu. Tiếng Việt của chúng ta là một thứ tiếng đặc biệt trên thế giới này. Các cái nhà truyền giáo khi đến Việt Nam ấy, nghe người Việt nói thì như chim hót, như là hát. Rất là cảm động, đó cái tình yêu của các em để dành cho tiếng Việt, dành cho văn hóa Việt. Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn.